Rồi sang. Ê quay hình. Rồi. Cho bác mấy cái. Ok. Cô gà Nhã Phương. Huy xin qua đây xíu này. Nhận liền lại nha. Huy. Đâu bắt đầu đấy Huy à mày. Action. Rồi nha, bây giờ ai cười là quýnh nha. 1 2 3. Mì. Rồi, cười. 2 3. Cười. Rồi, như vậy, 3. Cười. Không biết. 1 2 3. Cười. Mày cười hay không? Mày cười. 1 2 3. Ba mày cười vậy mày. Cười. Còn cái bất hiếu vậy. Rồi lên tiếp anh. 1 2 3. Cười. Cười. Ai ngủ mà cũng cười vậy mày. Đi cũng cười. Ai gì vậy trời. Đứa nào cười đầu tiên bị. 1 2 3. Bỏ tay ra Huy. Mày kia. Một, hai, ba. A few moments later. Chị Kim nói chị Kim chúc trước đi. Dạ em xin phép chúc trước. Em thích như vậy mọi người làm lâu chút đi. Yeah. Mọi tay. Nhanh đi bá, mệt quá. Okay. Em chúc anh tìm được một người phụ nữ nào có thể tuyệt vời hơn em mà em biết điều đó là không thể nào xảy ra. Còn thằng này lại thêm câu đó nữa. Rồi. Okay. Anh thằng sáu. Ok. Trời nãy giờ thấy tôi bóp không à trời. Bạn hàng xóm chúc ông anh sinh nhật vui vẻ, sớm đoàn tụ ông bà. Để vợ anh ở lại em lo và con anh ở lại em sai, ok. Giờ tới má nhỏ nè. Ê, má nhỏ. Cũng là con rể luôn, có ba. Trong thời gian qua thì mình đã có những giây phút bên cạnh nhau nó rất là riêng tư. Thì em hy vọng là những cái khoảng thời gian đó mình không thể nào mình quên được trong cái cuộc sống của mình ha. Thì sau này thì những cái thật ra là những cái thời gian đó thì mình nên chia sẻ thêm cho con cái của anh nữa, ví dụ đi massage hay là những cái chỗ mà mình nhậu nhẹt hay có mấy em đi ôm rồi đó ha. Sau này thì có thể là cho con mấy đứa con của anh đi chung nữa nha. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em cũng là mới là thành viên mới thôi nên cũng chưa có nhiều cơ hội mà đi đêm với lại đi tức là quan hệ với anh vậy. Không phải hiểu chốt quan hệ đi quan hệ. Dạ thì em chúc anh có một sinh nhật vui vẻ bên gia đình với lại cái phòng bồn anh nó vuông vuông lại trí cho tém tém bớt tém tém lại bớt cho cái phòng mình nó chuẩn đi. Em tụi em gái nó mê tí. Rồi tới ai? Huy chị Hoa. Con chúc ba thêm tuổi mới nhiều sức khỏe, nhưng mà ba hãy cho tụi con xác định ai là má tụi con, ai là ba tụi con, những người lấy của tụi con nhé.
Ok. Lại tới con. Tới con hả? Con thấy con. Con chơi tay rồi mà sao con nó đâu ra vậy? Thôi kệ cho nó đi mà. Đi đi mà. Đi đi. Rồi. Ủa mày ra khỏi hộ khẩu rồi mà. Dạ nói chung là khỏi khẩu thích đây là hết vừa vô thôi. Nói chung là quy mà nói chung là sinh nhật của ba, con chúc ba là sinh nhật của ba là năm mới, cái qua tuổi mới có gì à, ba bất mặt giùm con nha. Rồi nghe chứ còn mà nghe mà mọi người chọc con giống ba nghe đau khổ lắm luôn á. Ủa cái đó là điều bình thường mà. Ừ, con giống ba nha, ba là đấy là một cái mộng đó. À, đau khổ. Ủa, nhưng mà cái đó đúng. Okay, anh đã bị chính đứa con trai của mình từ chối rồi đó. Không chưa? Rồi phiên em hiểu nào rồi các em. Ủa? Anh Sơn chưa? Ủa anh Sơn nữa? Mày đình, lắm. Con gia đình, trong gia đình. Ủa này cũng gia đình mà nó lớn tuổi mày. Ok, lỗi rồi, hiểu ứng cho Sơn đi. Rồi cách. Chúc mừng sinh nhật anh. Ủa ba chứ? Ba. Chúc mừng sinh nhật ba quên. Ngồi luôn. Hổng láo mày. Con cái đồ vậy đó. Chúc anh có một đêm vui. Ủa, vẻ bên gia đình. À, lại anh nữa. Rồi thôi. Có gì về xây bát cho em. Rồi, giờ tới Hậu nha. Đây uống lại cái đi. Lần nói đầu tiên. Chị em muốn nghe cái. Quý là được rồi. Ok. Tao ngủ mẹ. Má đã chúc rồi thì mới đến con đã chúc rồi phiền con. Mày. Thì chúc ba là giữ gìn sức khỏe chứ cái tờ mà thắc sức khỏe bệnh nó nhiều. Giữ sức khỏe. Vậy là ba mày có cái này xong lên máu luôn. Kín cái tờ luôn nhiều. Không được mày. Giữ sức khỏe. Bệnh nó nhiều. Thì thôi hết rồi. Thôi qua quá người cuối cùng. Được. Rồi rớt đầu ra thì chứ. Một đây, một đây. Tiểu Kim định coi nó định lộ mà tiểu nhiên nó định mở nút áo sao vậy? Làm gì? Úc chúc bố một tuổi mới nhiều sức khỏe. Gia đình luôn có nhiều thời gian vui vẻ với gia đình. Ăn uống mạnh khỏe. Ngủ nghỉ mạnh khỏe. Và làm việc mạnh khỏe. Thế ông bà là Âu Cơ và Lạc Long Quân à? Sao con nhiều thế? Mà cái này nó lạc, 6 đứa kêu ba, 1 đứa kêu bố. Tôi nghĩ sau cái buổi sinh nhật này đè hết mấy đứa con, ông ra đi xét nghiệm ADN là biết hết. Giờ con không hết đâu. Ôi trời. Con hàng xóm. Ủa sao không cho Huy nó quạt tay? Mày mày nó làm lại lại nhầm nhầm. Huy quạt tay gì? Bây giờ nó quay rồi. Mày Did you see what you have done to me? So hard to judge. Sorry, it is but she by. Forever and one, I am happy you. However, I beat you yet again. While down in Neverland.